Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em làm clip mới nhất nha. Đó, thì hôm nay có bộ hoàng trống rất là đẹp nha bà con, cũng chắc nha. Đó, và bộ trường kỷ tam sơn 5 món. Đó, và một số món đồ phong thủy nhỏ nữa nha, như đồ gốm và đồ đồng các loại. Để giao lưu với bà con mình qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ở bên em cũng còn nhiều rất là nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú khác, bà con của mình có thể đến trực tiếp nơi của em để mình có thể xem và tham khảo nha. Thì đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu bà con mình mã số 1F, một bộ bàn gồm có 7 món nha, một cái bàn và 6 cái đô ghế đôn nha, ở hình màu cho hình trống rất là đẹp. Thì cái này thì chất liệu của nó đặc biệt là gỗ chắc đó bà con mà xem nha, được cảnh ốc Singapore rất là đẹp, dày dặn chắc chắn và cứng cáp, chạm đục khung bên ngoài là giả tre giả trúc nha bà con, tượng trưng cho một cái mà trực quân tử của người Việt Nam ta nha. Đó thì em sẽ đo và báo kích thước cho bà con mình từ món trước. Đó thì bàn đó thì em đo có cái chiều cao lên là 70, đường kính mặt bàn này lên tới là 93 nha. Trên mặt bàn là cẳng là tích là bà con mình xem nha, những cái đôi chim rất là đẹp, chim phượng hoàng nè, đó tùng hạt nè, chim phú quý, chim đó, chim nhiều loại nha bà con. Đó đây, đó đây là một cái tích đó là gọi là bát điểu trồng màng hội tụ các loài chim lại nha, nó không chơi vào đâu được. Văn gỗ này đều là văn gỗ chắc tự nhiên 100% hết nha. Đó, chạm đục thì tứ diện, bộ này bên ngoài nhìn rất là gọn và nhìn rất là sang nha bà con. Đó, và cắt sáng luôn á. Dèm thì có chiều sâu lên em đo là 13 luôn nha. Chân bàn thì mỗi chân có cái chiều ngang là một tấc phủ bì. Đó, đấy bà con mà xem nha, dày dặn chắc chắn và cứng cáp nha. Màu thì sơn là phủ bóng lại rồi sạch sẽ. Đôn em đo luôn, đôn trống này chiều cao 42, đường kính mặt đôn này là 30 phủ bì luôn nha. Chạm đục mắt che mắt chút nhìn rất là đẹp nha. Đó, nào đặc biệt hàng thì không phải lỗi làm gì, sạch sẽ nha. Đó, sạch sẽ sáng bóng. Về là mình xài sử dụng thôi, không cần làm gì thêm. Đó, hôm trước mình có về được một bộ cũng đã giao lưu rồi với một vị khách VIP rồi nha, cũng rất là ưa chuộng. Thì cái mẫu quả bàn như thế này thì nó rất gọn gàng cho công viên gia đình nhà mình, để mình để nó nhìn nó rất là đẹp nha và sáng sủa. Đó, và nó lại là một cái loại gỗ quý hiếm nữa nha, quý giá nữa. Bộ này giá em giao lưu cho bà con mình là 38 triệu đồng thôi nha, em bao ship toàn quốc luôn. Đó, 38 triệu bao ship tặng nhà cho bà con của mình nha, bao kiểm tra hàng. Đến với mã số 2 thì em có một cái bộ trường kỷ nè, trường kỷ tam sơn gỗ gõ, được cảnh ốc Singapore. Đó, ghế băng ghế đều hai gác bằng mộng hết, mặt là mặt đá tàu nha bà con. Đó, thì nó có cả hai cái đôn luôn. Đó, nó còn cả một cặp côn kẹt theo nữa nha. Bộ này nhìn bên ngoài rất là tình cộm nha bà con, rất là lớn. Đó, bàn thì em đo trước có chiều cao của bàn là 77, chiều dài của bàn là 115 nha, chiều rộng ngang của bàn cái này là 54 nha. Đó, đôn thì có hai cái đôn em đo trước cho bà con mình, cao là nó lên tới 66 rồi, ngang của đôn là 50. Đó, còn chiều sâu của đôn ngang cái này là 40 nha, 40-50. Đó, mỗi cái chân này thì độ dày lên của nó lên tới là 7 phân, đầu lăn đuôi cá chạm đục và cẳng ốc tứ diện. Đó, bộ này nói chung là hàng cũ nha bà con, 20-30 năm nha. Đó, vì cái màu sơn và bụi nó đóng theo thời gian á, cho nên thì em chưa có vệ sinh lại. Mà khi đi thì em sẽ làm sạch sẽ cho bà con của mình, để bà con mình về tới nhà mình có thể xài sử dụng được luôn. Dày dặn chắc chắn, cứng cáp khá là nặng nha. Đó, đó bà con của mình xem khá là đẹp. Đó, mặt đá dân mây. Đó, mặt thì mặt đá bà con mình xem nha. Đó, đang lấy cái đồ mình ra quay cái đế bà con mình xem luôn. Bộ này nó chôn khá là nặng nha, em đoán độ chừng nó khoảng 300-400 kg vậy là đó. Đó, còn ghế là hai băng ghế dài nha bà con, tam sơn rồi nha, hai băng ghế dài tam sơn thì cái này gắp đều bằng mỏng hết nha, rất là dày chắc chắn. Chiều cao của ghế thì em đo nó lên tới 113, tổng cái chiều dài cho cái ghế này phủ bì luôn đó là 194 lần nha. Đó, 194 phủ bì chiều dài, chiều sâu ra phủ bì là 57, lọt lòng em đo luôn đó là 53 nha. Nó này gắp bằng mỏng, nó mặt đá nè, đá đều đã thấu quang hết á, nó chạm đục chim hoa. Thành thì nó dày, thành này nó dày lên tới 4 phân nha, tay này thì 7 phân, thành là 4 phân, chắc chắn này gã ghép bình thường. Đó, mặt thì mặt đá cái này nó rộng lắm, trên cái mặt ghế này mình có thể nằm mình nghỉ ngơi nghỉ trưa được luôn nha bà con, thì nó rất là mát lạnh. Đó, nó bằng đá nên rất là mát lạnh nha. Đặc biệt cái bộ này là người ta cẳng chạm đục tứ diện mặt trước cũng như mặt sau, nó luôn cả mặt bên hông luôn nha. Chân này thì cũng rất là to rồi, chân này lên tới 1 tấc 1 luôn nha. Đó, chân là bà con xem rất là lực, mỗi chân rất là lực, rất là chắc. Đấy,
lành tích sạch sẽ nha, không hề lỗi chỗ nào. Đó, bà con mình có nhu cầu nhớ ý kết bạn qua Zalo, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm nữa nha. Đó, cẩn chạm đục tứ diện mặt trước cũng như mặt sau và mặt bên hông. Bộ trường kỹ Tam Sơn này hôm nay em giao luôn với bà con mình, giá chỉ có là 52 triệu thôi nha, bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, 52 triệu. Đó, một cái giá rất là mình dễ sưu tầm luôn nha bà con, và đặc biệt hàng là lành tích liền lạc dày dặn nha. Đó, chứ không phải hàng mà nó mỏng nó nhẹ, và hàng mà trung bình thường nha. Đó, đến với mã số 3 thì em có là hai pho tượng nè, ở bà con của mình xem rất là đẹp luôn nha. Này là gốm sứ Biên Hòa, ông tơ bào nguyệt nha. Với chiều cao thì em đo tổng luôn á thì 70 luôn nha, chiều ngang thế này là 42, đó, cao 70 ngang 42, đó, ông tơ bào nguyệt kết mối xe duyên nha, đó, đều là đắp nổi hết, đó, những pho tượng này từ 3 tới 40 năm thôi, nó không phải là cổ hay xưa lắm nhưng mà nhìn rất là hồn và đẹp thần thái nha bà con, đó, bà con mình quan hỷ hữu duyên, đó, sau lưng đây liền lạc nha, màu thì theo thời gian quả biến nha, đó, bên ngoài cũng to lắm nha, đó. Đây, hai pho này em giao lưu với bà con mình giá là 6 triệu đồng nha, bao ship tận nhà. Đó, tiếp theo là mã số 4, em có một cặp bình rồng. Đây, một cặp bình rồng cũng là gốm Biên Hòa luôn. Đó, bà con mình xem nha, và đặc biệt bình này người ta là đắp kiểu hình dạng lưới. Đó, mình để bóng đèn ở trong á, dạ đèn sáng rất là đẹp nha. Và này là gốm Biên Hòa nha bà con, tuổi đời khá là già nha. Chiều cao này em đo là 57, đường kính miệng 14 thôi, và cái hoành bụng này nó lên tới là 68 nha. Đó, hình là lục giác. Đó, mang hai da. Đó, lục giác mang hai da nha, không nứt mẻ hay tóc gió. Đó, đây là người ta nè, hình vẽ rồng nha. Bên là vẽ những cái bổ bối nè, hầu lô hoặc hoa tiêu, đờn nè, bà con mình xem cuốn thư trong đế đây. Rất là đẹp cho đôi bình này. Đó. Một cặp như thế này em giao lưu với bà con mình bao ship tặng nhà, có giá là 5 triệu rưỡi. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha, lòng tích nguyên vẹn thì bà con mình nhận giúp em. Nó tuổi đời nó khoảng 40-50 năm nha bà con, có đôi bình này nha. Còn đến mã số 5 ít trẻ thì đôi bình này tuổi đời khá là già tuổi nữa nè. Nó gốm này là gốm lấy thiêu, nó mang của nó thì nó nổi theo thời gian hết rồi, oxy quá theo thời gian luôn nha. Nó bà con mình xem khá là già, đôi này tuổi đời 6-7-70 năm trở lên nha bà con. Nó được cho đôi đèn này nè, nó rất là già tuổi. Tổng cái chiều cao em đo là 84 nha, hoành miệng ở trên này là 24, còn cái hoành bầu này là 72. Hàng thì em bao làm tích liền lạc. Đó, màu mang bà con mình xem đây. Đó, đó bà con mình xem nha, lên cốc hết rồi, già tuổi đời. Đó, bà con mình có sưu tầm những cái mẫu vật như thế này theo thời gian thì rất là đẹp, nó rất là đáng sưu tầm nha. Đó, đôi bình này giá, đôi đèn này em giao lưu giá là 6,2 triệu nha, 6,2 triệu một cặp nha, to bự lắm nha bà con, và tuổi đời nó già nha. Mã số 6 thì em có một cặp ché vẽ tay rất là đẹp, tích tùng hạt. Họ hàng này nói chung cũng là hàng cũ, cũng không phải cổ hồi xưa, nhưng mà được cái người ta vẽ kỹ thuật nhìn rất là đẹp nha, chuẩn vẽ tay 100%. Tổng cái chiều cao thì em đo lên tới là 56 thôi, hoành bụng này là nó 105. Đây bà con mình xem hàng sạch sẽ nha, miệng lành tích liền lạc, không nứt bể hay tóc gió luôn nha. Cái này thì em lau chùi đánh bóng lên nữa sáng bóng luôn cho nó mới luôn cho bà con mình về mình sử dụng. Họ hạt bà con mình xem đây, đó, chôn đế đây nha, một hai chữ. Đó, không hề lỗi, không hề nứt bể hay tóc gió. Cặp này giá em giao lưu là 5 triệu rưỡi một cặp, 5,500,000 đồng, bao ship tận nhà. Vì đó là hàng kỹ thuật vẽ cao nên nó giá trị nó hơi cao hơn những cái đầu trước chút xíu. Mã số 7 thì em có một cái đĩa nè, gốm Biên Hòa nha, tích phúc lộc thọ nha bà con. Đường kính đĩa này em đo 52, rất là dày và nặng. Mình về mình có thể treo tường hoặc là có cái giá đỡ kèm theo cho bà con của mình, để cho bà con mình về mình treo lên nha. Đó, bà con của mình xem qua giúp em, rất là đẹp nha, lành tích. Sau lưng kiện mọc đế đây. Đó, xung quanh hoa văn. Đó, đĩa gốm Biên Hòa rất là dày. Chiếc này có giá em giao lưu với bà con mình là 2,200,000. Đó, 2,200,000 đồng. Mã tiếp theo là số 8, em có một, đây là một pho tượng gỗ. Đó, bà con mình xem gỗ này là hương ta chạm đục liền khối nha. Đó, bà con mình xem chạm đục liền khối. Đây là một cái tích này là long mã. Đó, mình thì ngựa, đầu thì rồng. Đó, tượng trưng cũng là một cái phong thủy nha bà con. Đó, bà con mình xem giúp em nha, khá là đẹp, chạm đục rất là hồn. Nếu mà em đo tổng luôn cả đế chiều cao luôn nha, là nó lên tới là 65. Đó, còn chiều ngang thế này nó lên tới 42 nha, chiều cao pho tượng này không là thẳng 55. Đó, hương ta nha, gỗ liền khối. Bức này em giao lưu có giá cho bà con mình là 4,2 triệu nha, chạm đục mặt trước mặt sau nhìn rất là đẹp, rất là hồn luôn nha, long mã. Và đến với mã số 9, em có một cái khay trà gỗ cẩm lai, cẳng ốc vàng chanh nha. Với chiều cao này thì em đo 12 thôi, tổng cái chiều dài 34, chiều ngang là 20.
đó, bà con mình xem rất là dày và nó là nguyên con gỗ cẩm luôn, rất là giá trị nha. Đó, cái này thì em giao lưu giá 1.800.000 cho bà con của mình, về mình để bộ ấm trà lên giúp em, mình xài sử dụng luôn. Mã số 10 á, thì em có một tác phẩm là nhứt lông, đây nhứt lông Cầm Châu nha bà con, bằng đồng vòng vàng nha, đó, đồng cũ bà con mình xem nha, cũng khá là nặng, 6-7kg cho lên nha. Tổng chiều cao em đo 28, dài 36 luôn nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp, nhìn rất là hồn luôn. Mã số 10X pho tượng đồng này em giao lưu có giá là 4.000.000, 4.000.000 đồng bao ship tặng nhà nha. Số 11 là em có một cái tác phẩm gia đình nay chất liệu đồng cũ nha. Đây chiều cao tổng em đo 33 với chiều dài là 38 nha, sâu ngang 13 thôi. Đó, bà con mình xem chôn đế giúp em một chuyện đây nha. Đó, đồng dày dặn, bức này giá em giao lưu là 2.500.000, 2.200.000 đồng nha. Mã kế tiếp số 12 đó, thì em có là một cái đỉnh sông Trầm Tháp nha bà con, bằng đồng luôn, đồng cũ nha, về để trầm hương vào mình đốt nha. Đó, đỉnh sông Trầm này mình để ngay ngắn lên, nó sẽ khớp vô cái chỗ này nè, mình để trầm hương vào trong đó mình đốt. Tổng chiều cao này em đo là 35, chiều ngang là khoảng 14 thôi. Đó, nó nhiều ngang nhiều khớp lắm, để trầm hương vào đây đốt rồi bà con mình xem nha. Đó, nguyên bộ này giá thì em giao lưu bà con mình là 1.800.000, em bao ship toàn quốc nha, 1.800.000 đồng. Mã kế tiếp là số 13, em có một cái bình bông vỏ đạn đồng 105 ly nè, về bà con mình đánh bóng vệ sinh lên màu đồng ta tốt rất là đẹp hả. Chiều cao tổng em đo 27, miệng có đường kính 15 nha, hoành thế này là nó 35 hả, bà con mình xem. Đây, cái đế của nó đây nha, đế ti, còn cái này là một hình ấm của nó nè, 105 hả. Cái này em giao lưu giá là 2.500.000 nha, đồng thau rất là đẹp, cái này mấy hàng này đều hình xưa hết cho bà con hả, 2.500.000 đồng bao ship toàn quốc. Cuối clip đồ xưa Lê Nguyên cũng xin cảm ơn bà con mình đã xem kênh nha. Bà con mình nhớ bấm đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Cuối clip cũng mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều nha. Cũng rất mong bà con mình ủng hộ trong những clip tới nữa nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.